Hôm nay, ngày 13 tháng 1 năm 2021, thứ tư tuần thứ nhất mùa thường niên năm lẻ. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của người mà người hủy diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, người nên giống anh em mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa. Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người. Hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xương ca, đàn hát mừng Người. Hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Hãy tự hào vì danh thánh của Người. Tâm hồn những ai tìm Chúa hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Hỡi miêu về Abraham là tôi tớ của Ngài. Hỡi con cháu Gia-cốp, những kẻ được Ngài khen chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước. Lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ. Lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham. Lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Alleluia, Alleluia. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Gia-cô-bê và Gio-an đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm được người, các ông nói cùng người rằng mọi người đều đi tìm thầy, nhưng người đáp: chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hậu đường, trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hôm nay lễ thánh Hilario giám mục tiến sĩ hậu thánh. Hết mình loan báo tin mừng. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay, và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Marco chương 1 câu 31 đến 34. Suy niệm: dân chúng tìm đến với Chúa Giêsu như tìm một thầy thuốc chữa bá bệnh. Nhưng qua các phép lạ chữa bệnh, Chúa lại cho họ thấy Ngài là đấng thiên sai. Hành vi lại gần, cầm lấy tay mà đỡ dậy,
chính là ngôn ngữ của tin mừng mà Ngài loan báo. Đức Kitô giải thoát con người khỏi những nỗi đau thể xác cũng như khỏi xiềng xích của ma quỷ, để loan báo trọng tâm của chương trình cứu độ là giải thoát con người khỏi tội lỗi, tái lập mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa với con người. Mời bạn, bạn chia sẻ những đau khổ của con người qua những biến cố thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh tại đất nước chúng ta hay đó đây trên thế giới, nhưng sẽ không là chứng nhân tin mừng nếu như chỉ dừng lại ở đó. Hành vi phục vụ chia sẻ phải là một lời loan báo tin mừng ngay từ trong ý hướng. Chia sẻ có gì khác giữa việc chữa bệnh của thầy thuốc với việc chữa lành của Đức Kitô? Có gì khác giữa việc phục vụ bác ái từ thiện của một người tin với một người không tin? Sống lời Chúa, mỗi khi làm việc gì, bạn hãy làm với ý hướng phục vụ, và mỗi công việc phục vụ, bạn hãy định hướng nó về việc loan báo Đức Kitô. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay vẫn còn đầy dẫy sự dữ, bệnh tật, tội lỗi, những sa đọa trong kiếp người. Xin Chúa chữa lành chúng con để chúng con được hưởng dư đầy ơn Chúa cứu độ. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Tiếng chó sủa. Những người có chức vụ và quyền hành trong bất cứ xã hội nào cũng thường bị chỉ trích và chống đối. Có một nhà lãnh đạo quốc gia kia thường bị những người đối lập tấn công và thóa mạ một cách bất công, nhưng lúc nào ông ta cũng tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra. Một hôm, có người bạn hỏi lý do tại sao ông ta có thể tỏ ra bình tĩnh được trước không biết bao nhiêu khiêu khích của người khác. Ông đã giải thích như sau: tôi đã học được bí quyết giữ bình tĩnh ngay từ lúc nhỏ. Chúng tôi sống bên cạnh một nhà láng giềng có nuôi một con chó khó tính. Cứ mỗi lần trăng tròn, con chó lại sủa một cách giận dữ, vô căn cứ. Có khi cơn sủa của nó kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Tất cả những người xung quanh đều tỏ ra bực bội đối với con vật khó tính ấy, chỉ trừ có người chủ của nó. Ông không bao giờ tỏ ra bực bội, bởi vì ông ta là một người điếc. Tất cả bí quyết của tôi nằm ở đó. Trăng sáng, con chó sủa. Một lúc sau, nó lại mỏi mệt và thôi sủa, mặc dù trăng vẫn cứ sáng. Kiên nhẫn chịu đựng thường bị xem như một thể hiện của tính thụ động tiêu cực. Có người gồng gọi đó là nhân đức của người nghèo. Thế nhưng trong cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ chúng ta cần đến nhân đức này hơn bao giờ hết. Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn. Kiên nhẫn vẫn là nét đặc thù trong công trình sáng tạo của Ngài. Chúng ta có biết rằng trái đất của chúng ta có bao nhiêu tuổi chưa? Các nhà địa chất nói với chúng ta rằng trái đất đã được cấu tạo qua từng thời kỳ, kéo dài đến cả triệu triệu năm. Địa chất học quả thật là một môn học của sự kiên nhẫn của Thượng Đế. Thiên Chúa luôn tỏ ra kiên nhẫn đối với con người. Toàn bộ Cựu Ước là một quyển ký lục về những nhẫn nhục chịu đựng của Thiên Chúa đối với sự yếu đuối, khờ dại cũng như hung bạo của con người. Ngài phải chờ đợi đến cả trăm năm để cho lục hồng thủy trút xuống trên con người. Ngài chờ đợi đến cả 10 năm mới trừng phạt vua Sao-lô. Tân Ước là càng cho chúng ta cảm nhận được bằng xương thịt tình yêu thương nhẫn nhục chịu đựng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy chiêm ngắm sự nhẫn nhục của Chúa Giê-xu đối với các môn đệ, đối với kẻ thù của Ngài, và nhất là đối với đám đông nghèo khổ, lạc lõng. Nhưng nhất là những đau khổ bất hại mà chính bản thân mình gánh chịu, Chúa Giê-xu chỉ biết giữ thanh lặng. Thanh lặng không phải là của căm hờn, oán trách, mà là của yêu mến, tha thứ cho đến cùng. Bài trích sách lẽ sống.